Thỏa thuận bán nước trước thềm APEC Bài viết Thỏa thuận bán nước của tác giả Đô Hiếm trên dân làm báo đã nói lên tài năng sáng tạo của tác giả và trí tưởng tượng không biên giới của truyền thông làng dân chủ trước thềm sự kiện APEC 2017. Bài viết đề cập nhiều nội dung có thể nói là chấp nhặt, đầy dẫy những thông tin hư cấu, sâu chuỗi các tình tiết ly kỳ khó tin, thể hiện qua sự dê dắt lắt léo của người viết. Và đây, xin trích dẫn lập luận của tác giả. Một tuần trước khi APEC diễn ra, một bản tin ngắn về biển Đông do chính phía Trung Quốc thông báo. Tin về quan hệ Việt Trung, một quan chức ngoại giao của Trung Quốc vào ngày mùng 3 tháng 11 lên tiếng cho rằng Bắc Kinh và Hà Nội đạt được thỏa thuận về kiểm soát tranh chấp chủ quyền lãnh hải tại khu vực Biển Đông thông qua những cuộc đàm phán hữu hảo. Giới báo nồi trong nước cũng dập theo một khuôn. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh ra thông cáo cho biết tại cuộc gặp với người tương nhiệm Vương Nghị trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 2 tháng 11 rằng hai phía giải quyết tranh chấp dựa trên căn bản ý thức chung và luật pháp quốc tế. Mới đọc thoáng qua, cứ nghĩ rằng Biển Đông đã được giải quyết êm đẹp, nhưng đọc kỹ lại sẽ thấy còn vô số những khuất tất sâu thẳm để có thể tỉnh táo kết luận rằng đó chính là một thỏa thuận của Đảng cướp sạch Việt Nam nhằm dâng nạp chủ quyền lãnh hải tại Biển Đông hoàn toàn cho Trung Quốc. Dựa trên luật pháp quốc tế, thế sao không dám minh bạch ra văn bản công khai cho toàn dân cùng giám sát? Phía Việt Nam sẽ còn sót lại chủ quyền những khu vực nào và cái lưỡi bò tàu cộng sẽ liếm sạch Biển Đông tới đâu? Tại sao không công khai? Tại sao ngư dân Việt Nam từ tháng 8 năm 2013 đến giờ vẫn không dám ra ngư trường truyền thống của mình đánh bắt mà phải mua giấy phép thông hành hải của Trung Quốc để đi đánh bắt trên vùng biển Trường Sa Hoàng Sa? Mỗi giấy thông hành hải được phía Trung Quốc bán với giá 40 triệu đồng, tương đương với 2.000 Mỹ Kim và có giá trị đánh bắt một năm. Hết thời hạn, ngư dân Việt Nam phải tìm cách mua lại giấy thông hành hải mới được đánh bắt tiếp. Nếu không có giấy này sẽ bị Trung Quốc tịch thu tàu bè như là dân ta đi câu trộm trên ao nhà của Trung Quốc. Rồi kết luận, chúng ta hãy học theo gương đoàn kết và kỷ luật từ các giáo dân nghệ tĩnh chống Phomosa, học gương can đảm vượt qua sợ hãi từ các tù nhân lương tâm, mẹ nấm, chị Trần Thị Nga, học cách đấu tranh sáng tạo làm cho công an phải thua chạy từ anh đoàn văn vươn, dân đồng tâm. Ít nhất là chúng ta phải lên tiếng đòi hỏi sự minh bạch về vụ ký kết Biển Đông này trước khi đã quá muộn. Hết trích dẫn bài viết trên dân làm báo. Còn sau đây là các bình luận về APEC và một sẻ quan hệ Việt Nam với Trung Quốc và các nước lớn từ chuyên gia chính trị quốc tế. Trang mạng Opinion Online Australia dẫn bình luận của chuyên gia Pimpa cho rằng Việc tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC 2017 không chỉ nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế mà còn giúp Việt Nam thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế, nhất là các cường quốc kinh tế. Theo chuyên gia PIMPA, Việt Nam có thể tận dụng cơ hội là chủ nhà APEC để dẫn dắt hành động trong vấn đề thương mại bình đẳng, đem lại lợi ích chung cho các nền kinh tế tờ The Diplomat của Mỹ có bài viết nhấn mạnh chính sách ngoại giao cân bằng của Việt Nam với các nước lớn, thể hiện rõ việc tuyên bố chung Việt Nam Trung Quốc và tuyên bố chung Việt Nam Hoa Kỳ được đưa ra trong các chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Hoa Kỳ đến Việt Nam ngay sau tuần lễ cấp cao APEC 2017, cho thấy chính sách ngoại giao linh hoạt cân bằng của Việt Nam trong tuyên bố chung Việt Nam Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cam kết làm sâu sắc mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước thông qua các cơ chế chính thức. Tuyên bố chung Việt Nam Trung Quốc cũng nêu rõ, lãnh đạo hai đảng hai nước đạt nhận thức chung quan trọng về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc trong tình hình mới. Xin kết với ông chủ trang dân làm báo Vũ Đông Hà, thành viên Ban tuyên vận Việt Tân đừng lưu giữ thể loại tâm thần chính trị dạng đồ hiếm và cách thức chống cộng cổ điển của việt tân thời hoàng cơ minh đã lòe bịp kiểu dân việt nam ở mỹ này nữa nên lo kiếm cây bút khác thay thế nguyễn ngọc như quỳnh nguyễn ngọc già còn lâu mới ra tù thì hơn